Xin chào các bạn đã quay trở lại với series How To của 30Shy TV. Trên kênh 30Shy TV thì mình gặp rất nhiều bạn đặt câu hỏi và thắc mắc với mình là tại sao đã sử dụng sáp hay là thử rất nhiều cách nhưng tóc vẫn không thể đẹp được như ý muốn. Vì thế trong video How To số 11 ngày hôm nay, mình sẽ đưa ra cho các bạn 9 lý do tại sao. Và nếu các bạn quan tâm đến mái tóc của mình thì đừng bỏ qua 9 lý do này nhé. Lý do đầu tiên chính là các bạn lười gội đầu. Lười gội đầu làm cho tóc bị bẩn và bết, da đầu bị ngứa, khiến cho các bạn không thể sử dụng được các sản phẩm theo kiểu. Các chất sáp cũng không thể bám vào được các sợi tóc. Chính vì thế, các bạn nên gội đầu thường xuyên và để tốt nhất, hãy dùng kèm theo cả dầu xả. Lý do thứ hai đó chính là không sấy tóc. Có nhiều bạn khi gội đầu xong mà không hề sấy tóc mà lại để cho tóc tự khô. Điều đó sẽ làm cho tóc của các bạn bị khô và không hề có nếp. Bạn sẽ không thể tạo kiểu theo ý muốn được. Chính vì thế mà các bạn nên sấy tóc, bởi đây là bước quan trọng nhất để có một mái tóc đẹp. Bởi vì khi sấy, tóc sẽ có độ bồng và có nếp, giúp các bạn dễ dàng tạo kiểu hơn. Thứ ba là các bạn không sử dụng các sản phẩm tạo kiểu tóc. Mặc dù các bạn có sấy tóc cầu kỳ đến đâu mà không sử dụng sáp hay các sản phẩm tạo kiểu tóc khác, thì mái tóc của các bạn chỉ sau một khoảng thời gian ngắn sẽ bị bẹp và đổ xuống ngay lập tức. Cho nên sản phẩm tạo kiểu tóc là một vật dụng không thể thiếu trong người của cánh đàn ông chúng ta. Lý do thứ tư cũng là một điều mà rất nhiều người mắc phải, đó chính là vuốt sáp không đúng cách. Các bạn thường lấy sáp và xoa đều ra lòng bàn tay, sau đó thì xoa và vuốt lên tóc. Điều đó không thể làm cho tóc bạn đẹp hơn được mà nó sẽ chỉ rối thêm. Thế nào là vuốt sáp đúng cách? Khi lấy được một lượng sáp cần thiết, các bạn chú ý hãy xoa đều một chút ra lòng bàn tay và chủ yếu là các kẽ tay để sáp tan đều. Sau đó hãy lùa kẽ tay lên trên tóc theo nếp tóc mà các bạn đã sấy để tóc được đẹp nhất. Lý do thứ năm khiến tóc bạn không thể đẹp đó chính là đội mũ bảo hiểm. Khi đội mũ bảo hiểm thì da đầu của bạn sẽ bị nóng, bị hấp hơi khiến cho chất sáp bạn đã vuốt bị tan chảy và khiến cho mái tóc của bạn đã vuốt bị hỏng. Vì vậy mà các bạn hãy sử dụng những loại sáp có chất khô, cứng để tránh việc các chất sáp bị tan chảy. Tiếp theo đó chính là nếu bạn không hề tỉa tóc thường xuyên, tóc bạn sẽ bị rối, bị chìa ra, trông sẽ bị lôi thôi. Và những bạn nào tóc càng ngắn thì càng phải chăm đi cắt tỉa tóc, bởi tóc ngắn sẽ rất dễ bị chìa ra ngoài. Việc đi cắt tỉa tóc thường xuyên sẽ giúp cho bạn có một mái tóc gọn gàng và chỉn chu hơn rất là nhiều. Lý do thứ bảy đó chính là khí hậu và khói bụi ở Việt Nam. Khí hậu hiện tại thi thoảng vẫn oi nóng và ẩm. Đường phố ở Hà Nội hay là trong Sài Gòn thường xuyên bị tắc nghẽn, xe cộ thả ra nhiều khói bụi khiến cho da đầu và tóc của chúng ta mặc dù vừa mới gội xong nhưng cũng rất nhanh bẩn và bị bết trở lại. Tiếp theo là do các bạn sử dụng những sản phẩm tạo kiểu tóc không phù hợp. Những loại sáp không phù hợp với chất tóc của các bạn hay những loại sáp mua ở siêu thị sẽ rất khó để cho các bạn tạo được những kiểu tóc thật là ưng ý. Vậy thì trước khi mà lựa chọn những loại sáp phù hợp với chất tóc của mình thì các bạn hãy tham khảo thật là kỹ để có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm tốt nhất. Và cuối cùng chính là chọn kiểu tóc không phù hợp với khuôn mặt. Ví dụ như bạn nào mặt dài và gầy, trán cao thì nên để những kiểu tóc layer trông mặt sẽ đỡ gầy hơn. Mặt vuông thì để kiểu tóc side swept hoặc side part để tạo sự cân đối cho khuôn mặt. Mặt tròn và to thì nên để kiểu tóc sport hoặc short quick, khuôn mặt của bạn trông sẽ hài hòa hơn. Vừa rồi thì mình đã liệt kê ra 9 lý do khiến các bạn đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể tạo được kiểu tóc cho mình. Các bạn hãy thật lưu ý và chăm sóc cho mái tóc của mình thật là tốt để tạo được nhiều kiểu tóc thật đẹp khác nhau nhé. Dưới đây chính là 3 chủ đề mà mình dự định sẽ làm vào trong video lần tới. Nếu các bạn đang thích và đang quan tâm đến chủ đề nào thì hãy comment xuống bên dưới để mình làm vào trong video How To số 12 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.